Vâng, có thể thấy là để tự bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh giảm tối đa các nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, thì mỗi người dân của chúng ta khi ra đường khi mà đến nơi công cộng cần phải đeo khẩu trang. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người tỏ ra khá chủ quan thờ ơ và phớt lờ yêu cầu này giống như những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi. Và một hành động và hành động vô tâm không đeo khẩu trang như thế này đã phải trả một cái giá công bằng và rất thú vị. Chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Những hình ảnh từ đoạn clip ghi lại pha xử phạt thú vị của một đồng chí cảnh sát giao thông được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Theo đó thì đoạn clip này ghi lại hình ảnh trên đoạn đường gần khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Các đồng chí cảnh sát giao thông đã quyết định phạt các tài xế ô tô cũng như những người đi xe máy không đeo khẩu trang bằng cách là yêu cầu họ phải chống đẩy giữa đường nhiều lần theo dõi đoạn clip ghi lại có thể thấy án phạt chống đẩy này không hề đơn giản chút nào khi các tài xế phải chống đẩy một cách rất nghiêm túc dưới sự giám sát của đồng chí cảnh sát giao thông hy vọng sau khi thực hiện màn chống đẩy như thế này các tài xế sẽ nhớ việc phải đeo khẩu trang khi đi ra đường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình và cho người khác